Đối với ngành chăn nuôi, cá viên đóng vai trò cực kỳ quan trọng bởi đây là nguồn thức ăn chủ yếu của nhiều loài gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều loại cá viên không đảm bảo chất lượng, giá thành cao khiến bà con gặp nhiều khó khăn trong quá trình chăn nuôi. Hiểu được những vất vả của bà con, hãng 3A đã nghiên cứu chế tạo thành công máy ép cá viên 3A 3kW. Với chiếc máy này, bà con có thể dễ dàng tận dụng các nguyên liệu giá rẻ có sẵn tại địa phương như cám ngô, cám gạo, rau, bèo, cua, cá, ốc, phối trộn để ép thành những viên cám dinh dưỡng, thơm ngon, lạ miệng cho vật nuôi một cách nhanh chóng, tiện lợi và chất lượng mà không tốn quá nhiều chi phí, thời gian, công sức, từ đó thu được lợi nhuận cao trong chăn nuôi. Máy ép cám viên 3A 3kW được đội ngũ kỹ thuật viên tại 3A nghiên cứu chế tạo nhằm giúp bà con giảm bớt được những khó khăn, vất vả trong chăn nuôi, từ đó thu được lợi nhuận tối ưu nhất. Máy ép cám viên 3A hội tụ rất nhiều ưu điểm nổi trội và hiệu quả làm việc mang lại cao. Năng suất vượt trội 150kg một giờ. Máy ép cám viên 3A sử dụng động cơ 3kW với tốc độ vòng quay 1.400 vòng một phút, kết hợp cùng tốc độ trục lô ép đạt 190 vòng một phút, giúp máy làm việc hiệu quả cho năng suất ép đạt 150kg trên giờ. Do đó, trung bình một ngày bà con có thể dễ dàng sản xuất được 3-4 tạ cám viên dự trữ cho đàn vật nuôi ăn nhiều ngày sau đó, tiết kiệm được chi phí nhân công gấp nhiều lần so với sử dụng các máy thô sơ để ép cám viên hay dùng các phương pháp thủ công phối trộn nguyên liệu thô cho vật nuôi ăn trực tiếp mà không hiệu quả. Viên cám được ép chặt và đồng đều. Máy ép cám viên 3A 3kW được thiết kế đầu ép gồm 2 lô ép và mặt sàng có độ dày 18,3mm, đường kính 148,2mm. Nhờ đó, khi động cơ truyền chuyển động hộp giảm tốc thông qua bộ truyền động đài làm giảm tốc độ trục chính. Khi trục lô ép quay, nhờ lực ma sát giữa lô ép và mặt sàng làm các nguyên liệu được nén xuống thông qua các lỗ sàng, tạo ra các viên cám đã được nén chặt và đẩy ra bên ngoài với kích thước đồng đều nhau, đẹp mắt, có đường kính 4mm và chiều dài trung bình 1mm. Điều chỉnh kích thước viên cám dễ dàng. Tùy theo từng loại vật nuôi và giai đoạn phát triển của vật nuôi, bà con có thể điều chỉnh kích thước, độ dài viên cám cho phù hợp. Khi sử dụng máy ép cám viên 3A, bà con có thể điều chỉnh chiều dài viên cám ép ra bằng cách điều chỉnh dao cắt ngay phía bên dưới của mặt sàng với thao tác đơn giản. Thiết kế chắc chắn, dễ dàng di chuyển. Máy ép cám viên 3A 3kW, vật liệu chế tạo chính bằng chất liệu gang và thép chắc chắn, không bị rung lắc trong quá trình vận hành, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Với thiết kế gọn gàng, máy không chiếm quá nhiều diện tích hay không gian làm việc trong các gia đình. Ngoài ra, chân máy có gắn bánh xe giúp việc di chuyển được thuận lợi hơn. Thân máy có gắn automat giúp bà con chủ động thao tác khởi động máy làm việc và ngắt điện khi xảy ra sự cố, tránh gây chập cháy động cơ nguy hiểm. Ép đa dạng nguyên liệu. Máy ép cám viên 3A 3kW có thể ép được các nguyên liệu dạng bột như bột gạo, bột ngô, bột cá. Các nguyên liệu khác như hạt ngô, rau đã thái nhỏ, cua, ốc thành dạng viên cung cấp nguồn thức ăn đa dạng, giàu dinh dưỡng cho các loại vật nuôi. Ngoài ra, máy còn có tính năng ép phân hữu cơ thành dạng viên sử dụng tại các cơ sở sản xuất phân bón cho năng suất hiệu quả và lợi nhuận cao, góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế được ô nhiễm hiện nay. Máy ép cám viên 3A 3kW đã được rất nhiều khách hàng tin dùng và lựa chọn bởi những lợi ích thiết thực trong quá trình sử dụng thực tế đã mang lại. Tiết kiệm, cắt giảm được tối đa thời gian và chi phí chăn nuôi, tận dụng được tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, chủ động nguồn thức ăn theo từng giai đoạn phát triển của vật nuôi, thao tác vận hành đơn giản dễ sử dụng, thu được lợi nhuận tối ưu nhất. Với rất nhiều những lợi ích tuyệt vời mang lại, máy ép cám viên 3A 3kW chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực, mang lại lợi nhuận cao cho bà con trong chăn nuôi. Máy ép cám viên 3A 3kW do Công ty Cổ phần Đầu tư Tuấn Tú nghiên cứu, chế tạo, phân phối ra thị trường với nhiều ưu điểm vượt trội, giúp nâng cao năng suất lao động, giảm bớt những khó khăn vất vả và công sức cho bà con nông dân. Sản phẩm hội tụ đủ các tiêu chí, hàng tốt, giá tốt, dịch vụ tốt. Hãng 3A, một trong những thương hiệu máy nông nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam với đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn và hệ thống nhà xưởng quy mô lớn. Chúng tôi sẵn sàng nhận các đơn đặt hàng máy ép cám viên 3A 3kW số lượng lớn và cam kết cung cấp đúng tiến độ thời gian thỏa thuận. Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn báo giá và hưởng những ưu đãi hấp dẫn nhất khi mua hàng. Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. 3A, điểm tựa thành công. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422 0505.
0505 ở khu vực miền Bắc và 0984930099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.